vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Nóng 24 giờ. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày đầu tiên của tháng 4, và tôi là Minh Phương. Và tôi là Bích Hồng, xin được gửi đến quý vị một tháng mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Thưa quý vị, và ngay trong ngày đầu tháng này, thị trường giá heo hơi đã có chút khởi sắc, giá gà hôm nay cũng có nhiều biến đổi. Quý vị đừng bỏ qua thông tin chi tiết mà chúng tôi sẽ gửi đến ở phần tiếp theo của chương trình. Liên quan đến tình hình sản xuất nông vụ, hiện nhiều nông dân đang đứng ngồi không yên vì cây thanh trà và mía. Câu hỏi liệu có hướng đi nào thoát khỏi khó khăn vẫn còn đang bỏ ngỏ. Cấp thẻ căn cước công dân tại giường, chuyện nghe lạ nhưng lại có thật. Phóng sự ghi nhận thực tế về một phương án làm thẻ căn cước công dân hiệu quả tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo ghi nhận từ thị trường, vài ngày gần đây giá heo hơi bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Dù dịch tả heo châu Phi vẫn đang có những diễn biến phức tạp, đáng mừng cho người chăn nuôi là hôm nay, công ty chăn nuôi CP tiếp tục tăng giá bán thêm 1.000 đồng một ký. Hiện giá heo hơi xuất tại trại của doanh nghiệp này đạt 43.000 đồng một ký. Và đúng vậy Bích Hồng, do mấy ngày qua thì nhờ việc nhiều người tiêu dùng đã yên tâm sử dụng thịt heo trở lại mà giá heo hơi tăng mạnh lên trên 40.000 đồng một ký. Giá cả cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Theo ghi nhận thị trường, giá heo hơi hôm nay, ngày 1 tháng 4, miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ. Tại Hà Nam, giá heo hơi đạt 40.000 đồng một ký. Tại Ninh Bình, giá heo hơi đạt 36.000 đồng một ký. Ba Vì, Lào Cai cũng có giá 36-38.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại Văn Giang, Hưng Yên, Bắc Giang đạt khoảng 33-34.000 đồng một ký. Các tỉnh Tuyên Quang, Hà Dương, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, heo hơi được giao dịch trong khoảng 34-36.000 đồng một ký. Hà Nội có giá thấp hơn và chỉ ở mức 32-34.000 đồng một ký. Theo thông báo đầu tháng 4, các công ty chăn nuôi heo lớn tại miền Bắc sẽ tiếp tục điều chỉnh giá heo tăng thêm 1.000-2.000 đồng một ký tùy loại. Nhiều hộ chăn nuôi dự đoán rằng việc tăng giá này có thể ảnh hưởng tích cực đến thị trường đang khá ảm đạm hiện nay. Còn giá heo hơi tại khu vực miền Trung đang tiếp tục ổn định, bình quân dưới 40.000 đồng một ký. Cụ thể, giá heo hơi tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động khoảng 31-35.000 đồng một ký. Trong khi các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ bán heo hơi được thu mua phổ biến ở mức 37-39.000 đồng một ký. Là khu vực có giá heo hơi tốt nhất cả nước ở thời điểm hiện tại, mức giá phổ biến tại các tỉnh được ghi nhận trong khoảng 41.000-43.000 đồng một ký. Trong đó, ở các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh đạt khoảng 38-41.000 đồng một ký. Tại Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, giá heo ghi nhận ở mức 40-42.000 đồng một ký. Long An, Trà Vinh, Cần Thơ đạt 43.000 đồng một ký. Tại Sóc Trăng, Cà Mau, heo hơi vẫn được giao dịch ở mức 44-45.000 đồng một ký. Tại thủ phủ nuôi heo Đồng Nai, giá heo tại công ty cổ phần Đồng Nai cũng được điều chỉnh tăng 1.000 đồng một ký lên 43.000 đồng một ký trong ngày hôm nay 1 tháng 4. Một thông tin nữa cũng liên quan đến vật giá mà chắc chắn quý vị khán giả sẽ rất quan tâm. Đó là hôm nay, lần thứ tư liên tiếp, giá ga trong nước tiếp tục tăng lên với mức tăng 7.000 đồng một bình 12kg, tương đương với mức tăng 583 đồng một ký. Cụ thể, giá ga thế giới tháng 4 công bố 525 đô la Mỹ mỗi tấn, tăng 20 đô la Mỹ mỗi tấn so với tháng 3 năm 2019. Vì vậy, các công ty điều chỉnh tăng tương ứng, cụ thể công ty ga Pacific Petro, City Ga, IFF Ga tăng 7.000 đồng mỗi bình 12kg, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 353.000 đồng mỗi bình 12kg. Petrolimex Ga Sài Gòn tăng 7.000 đồng mỗi bình 12kg, giá bán lẻ đến người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh 356.000 đồng mỗi bình 12kg. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro cho biết từ ngày 1 tháng 4, giá bán ga Sài Gòn Petro tăng 7.000 đồng mỗi bình 12kg. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 356.000 đồng mỗi bình 12kg. Thưa quý vị, lễ Tết cổ truyền Chol Chonam Thomai có nghĩa là vào năm mới, hay còn được gọi là lễ chịu tuổi, là lễ Tết lớn nhất trong năm của người Khmer. Đến hẹn lại lên, hôm qua ngày 31 tháng 3, đón Tết cổ truyền Chol Chonam Thomai của đồng bào Khmer Nam Bộ, giải đua ghe ngò tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra hết sức sôi nổi và kịch tính. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, nơi đã diễn ra giải đua ghe ngò mở rộng tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Mời quý vị cùng theo dõi. Hơn 10 đội ghe với 700 vận động viên đã tề tựu về một con sông ở huyện Hồng Dân để tham gia tranh tài. Các đội đến từ Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Kiên Giang. Các đội ghe nam nữ cùng đua tranh ở cự ly 1.000m, thi đấu các vòng bán kết, chung kết để sau đó chọn ra đội xuất sắc nhất. Các đội thi đấu rất kịch tính, nhiều phút gây cấn, đặc biệt là gần đoạn về đích.
hàng ngàn khán giả đến từ trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đã đổ về đây để xem và cổ vũ cho các đội đua, làm cho không khí những ngày đón Tết cổ truyền của đồng bào Khmer thêm phần vui tươi và phấn khởi. Thưa quý vị, thời gian qua, buôn lậu thuốc lá trên địa bàn biên giới thuộc các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp, kéo theo đó là nỗi ám ảnh của bà con trước những tình huống tẩu tán, phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao, gây tai nạn cho người đi đường. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã liên tục vào cuộc, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu táo tợn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại điểm nóng của tỉnh An Giang. Trong quá trình tuần tra tại khu vực thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tổ công tác phát hiện Trần Ngọc Duy, sinh năm 1994, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, điều khiển xe máy biển kiểm soát 67B1-55802, vận chuyển thuốc lá lậu chạy với tốc độ cao. Y không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra mà còn bỏ chạy, tông vào thượng úy Phạm Thành Nghĩa thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh đang làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Nghĩa gãy một chân. Lực lượng chức năng đã truy đuổi tóm gọn đối tượng, phát hiện trên xe Duy có 1.490 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero Yes. Cùng thời điểm này, một nhóm đối tượng khác trên đường vận chuyển thuốc lá ngoại về bị truy đuổi, các đối tượng bỏ lại 5 xe gắn máy để thoát thân. Các xe máy trên không rõ nguồn gốc đã bị đục sửa và thay đổi kết cấu xe. Vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trộm cắp xe máy vẫn luôn là một trong những nỗi ám ảnh rất lớn với nhiều người. Chỉ cần hớ hên vài giây, dù xe đậu trong nhà hay trước cửa hàng, thậm chí là có người canh giữ thì vẫn mất như thường, bởi loại phương tiện này dễ dàng được tiêu thụ ở khắp mọi nơi. Liên quan đến vấn đề này, sáng nay ngày 1 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố Đặng Hoàng Duy, sinh năm 1980, cư trú xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, đây là tên đào chích phải nói là siêu chuyên nghiệp khi một mình thực hiện trót lọt 24 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn các tỉnh miền Tây, ước tính tổng giá trị tài sản gần 258 triệu đồng. Trước đó, do không có tiền tiêu xài để trả nợ cờ bạc nên Duy đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Duy đến chợ Tân Phú thuộc ấp Tấn Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 67M1-11597 của chị Dương Thị Thúy, sinh năm 1985, trú địa phương, dựng cặp lề đường không có người trông coi. Y đã dùng thủ thuật bẻ khóa rồi tẩu thoát, nhưng đã bị người dân phát hiện truy đuổi, tóm gọn, giao cho công an cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hàng chục vụ trộm xe máy trót lọt trên, Y đã thực hiện từ khoảng tháng 6 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018. Kính thưa quý vị, vùng đất đồng bằng sông Cửu Long vốn nổi tiếng bởi sự phong phú đa dạng của nhiều loại trái cây. Đặt chân đến mỗi tỉnh thành, bạn sẽ được thưởng thức nhiều hương vị đặc trưng, chẳng hạn như sầu riêng Cái Mơn, dừa Bến Tre hay dâu xanh của vùng Bảy Núi. Và điều chào đón bạn khi đến với tỉnh Vĩnh Long sau bữa năm rồi thì còn một loại quả chua ngọt cùng với hương thơm thoảng dịu mang tên là trái thanh trà. Nhưng tiếc là giờ đây loại trái này đang đứng trước nguy cơ xóa sổ. Nguyên do vì đâu? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Dù có mặt ở vùng đất ven sông Hậu này từ lâu, nhưng hiện nay vẫn chưa có những nghiên cứu khoa học chuyên sâu cho việc ổn định năng suất, gia tăng hiệu quả kinh tế với cây thanh trà. Còn nhà nông thì chỉ biết làm bằng kinh nghiệm. Ông Lê Hữu Đức, ngụ xã Bình Bình, người trồng thanh trà lâu năm với diện tích 14 công cho biết, như mỗi năm cho thu hoạch hơn 3 tấn trái, lợi nhuận trên 100 triệu đồng, thì năm nay ông thu hoạch độ chừng 1 tấn trái, thu nhập cũng giảm theo. Thất thu, ông và nhiều hộ dân khác đã lần lượt đốn bỏ thanh trà để thay thế những loại cây ăn trái khác có giá trị kinh tế cao hơn, dẫn đến diện tích thanh trà ngày càng sụt giảm. Nhiều hộ còn lưỡng lự chưa đốn cây vì mong ngành chức năng sớm đề ra giải pháp cải thiện năng suất cho loại cây này. Tình trạng này tái diễn, không sớm thì buồn, loại cây trồng này cũng sẽ bị xóa sổ. Song song với thanh trà ở Vĩnh Long, thì cây mía của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng rơi vào tình cảnh tương tự như mọi năm. Đặc biệt, khảo sát cho thấy giá giảm sút đã khiến cho vùng mía nguyên liệu năm nay giảm khoảng 50%. Trong đó, tại tỉnh Hậu Giang, nơi có diện tích mía đường lớn nhất cũng chỉ còn khoảng 8.500 hectare. Trước tình hình kém khả quan trên, thì nông dân địa phương đang sản xuất mía trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Nhiều nông dân đã đặt ra băn khoăn về việc chuyển đổi cây trồng cạnh tranh. Thực trạng đau lòng này đã được phóng viên của chúng tôi ghi nhận sau đây. 30 năm sống nhờ cây mía, vụ vừa qua giá mía rất thê thảm khiến bà Lê Thị Châu vô cùng lo lắng. Mọi hy vọng gỡ gạc, gia đình đều dồn hết cho vụ mía năm nay. Gần đây theo dõi thông tin ở một số địa phương đã vào kỳ thu hoạch tại đồng bằng sông Cửu Long, bà lại đứng ngồi không yên vì tình hình vẫn rất ảm đạm. Thống kê tại Hậu Giang, mía đang trong giai đoạn từ 1 đến 3 tháng tuổi, tập trung ở huyện Phùng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh. Mặc dù thời điểm thu hoạch khoảng từ tháng 10 năm nay cho đến tháng 2 năm sau, nhưng nhiều nông dân đang sản xuất trong cảnh thấp thỏm. Năm rồi thì nó cũng đã thua lỗ ở 20 triệu. Thì mấy năm trước thì có ăn thì mới đeo 30 năm nay thôi. Người năm nay cũng tầm đại cũng biết làm sao.
Nỗi lo của bà Châu cũng là nỗi lo chung của nhiều nông dân trồng mía. Mấy năm qua do giá mía thấp, nhiều nông dân chán nản đã thu hẹp sản xuất. Tại Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, diện tích mía đã giảm mạnh. Riêng thủ phủ mía Hậu Giang, nếu như năm 2012 toàn tỉnh trồng hơn 12.000 hectare mía, thì năm 2018 sụt giảm còn 10.500 hectare. Niên vụ mía 2019-2020 tiếp tục giảm xuống khoảng 8.500 hectare. Mới đây, nông dân còn đối mặt với thông tin nhà máy đường sẽ không ký kết hợp đồng bao tiêu như những vụ trước mà chuyển sang thu mua theo giá sàn. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp tỉnh, năm nay, đến tháng 6, công ty mới tiến hành ký hợp đồng bao tiêu, trong khi mọi năm ký từ đầu vụ và có hỗ trợ kỹ thuật giống vật tư cho nông dân. Giá sàn dự kiến là 800 đồng 1 kg mía nguyên liệu 10 chữ đường tại cầu cảng nhà máy. Do lao động thủ công nên giá thành sản xuất mía của Hậu Giang khá cao, khoảng 600 đến 700 đồng 1 kg. Cộng thêm thu hoạch và chi phí vận chuyển khoảng 300 đồng nữa nên nông dân khó có lợi. Người dân trồng mía bây giờ đi tới đâu họ cũng như không có xôn xao như ngày xưa, nhưng mà nếu xôn xao lên thì thường á, như vô đám tiệc bà con ngồi nói chuyện với nhau chơi á, thường là người ta ưu tư nhiều hơn. Người ta không biết năm nay giá mía như thế nào. Hồi mấy năm trước có ăn rồi, năm nay mới lỗ rồi. Thì nay nó đại thử coi một năm nó coi sao, mình nó chuyển chứ mới còn lỗ một năm mà chuyển gấp quá cũng đâu có được. Lâu nay hơn 62% diện tích mía ở Hậu Giang được nhà máy hợp đồng bao tiêu. Các tác động liên quan sẽ trực tiếp làm cho đầu ra cây mía bấp bênh hơn. Khi đó, nông dân ao ạt phá bỏ cây mía là khó tránh khỏi. Hiện tại, bên cạnh theo dõi chính sách thu mua từ nhà máy đường, địa phương khuyến cáo nông dân sản xuất sớm và thu hoạch sớm để tranh thủ bán mía cho các nơi mua về ép nước mía giải khát. Đây được xem là một trong những giải pháp tự bơi, hạn chế phụ thuộc vào nhà máy trong tình cảnh khó khăn chung. Sáng nay ngày 1 tháng 4, trong lúc xe container mang biển kiểm soát 51C-75010 kéo theo rơ móc 51R-13438 do tài xế Nguyễn Minh Tuấn, 37 tuổi, ngụ thôn Phú Hậu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị điều khiển, di chuyển hàng tại một dĩa ớt nằm trên tuyến quốc lộ 30, đoạn qua ấp Trung, xã Tân Thành, huyện Thanh Bình, thì bất ngờ thùng rơ móc phía sau bị lật xuống đường. Mưa tấn ớt dâng xuống khiến cho các phương tiện đang lưu thông tại khu vực này một phen hốt hoảng, may mắn không xảy ra thương vong. Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 6 người chết, 1 người bị thương. Trong đó, chỉ tính riêng 2 ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 4 người chết. Tiếp theo chương trình là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng nay ngày 1 tháng 4 trên cầu Sài Gòn thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh giữa 4 chiếc xe ô tô. Vụ tai nạn này khá là hy hữu thưa quý vị. Bốn chiếc ô tô này đã bất ngờ va chạm dính chặt vào nhau ngay giờ cao điểm trên cầu Sài Gòn hướng từ quận 2 để về trung tâm thành phố, khiến cho giao thông qua khu vực tê liệt nhiều giờ. Chi tiết như thế nào mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà phóng viên chương trình đã kịp thời ghi nhận. Vụ va chạm khiến cho một chiếc xe taxi và ba ô tô khác dính chặt vào nhau, xe bị méo mó, bể nát. Rất may vụ tai nạn không khiến ai bị thương vong. Tại hiện trường, bốn chiếc xe này chắn hết một làn đường ô tô, khiến cho giao thông quanh khu vực cầu Sài Gòn bị tắc nghẽn nghiêm trọng, kẹt cứng hơn 2 cây số. Các tuyến đường xa lộ Hà Nội, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh bị tắc nghẽn nghiêm trọng nhiều giờ liền. Đến 9 giờ 30 phút, các tài xế trên bốn chiếc xe ô tô vẫn chưa giải quyết được, xe vẫn nằm bất động trên cầu, khiến cho giao thông vẫn bị tắc nghẽn nghiêm trọng, dù cảnh sát giao thông đã được huy động để điều tiết giao thông. Thưa quý vị, vào tối qua ngày 31 tháng 3, tại chung cư 5B, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn hết sức đau lòng. Bé trai 3 tuổi ở nhà một mình đã trèo qua ô thoáng nhà vệ sinh chung cư, ngã xuống đất tử vong. Những vụ tai nạn thương tâm như thế này đã liên tục xảy ra trong thời gian qua. Đây tiếp tục là lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ không nên để các con nhỏ của mình ở nhà một mình và nên lắp đặt rào chắn tại các cửa, ô thoáng và hành lang của chung cư để tránh những sự việc đau lòng xảy ra. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay người dân miền Tây thường có thói quen chơi hụi để dành, để rồi khi chủ hụi cao chạy xa bay, người dân mới tá hỏa biết mình sập bẫy. Sau nhiều lần đưa tin cảnh báo, nhiều người đã rút ra cho mình bài học kinh nghiệm khi tham gia các hình thức này. Thế nhưng Bích Hồng biết không, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng liên tục thay đổi khi sáng nay ngày 1 tháng 4, chương trình lại vừa ghi nhận thông tin nóng đã có tới 90 người ở các tỉnh miền Tây bị một nữ quái chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng bằng cách thức hết sức ranh ma, đó là chiêu dụ nhiều phụ nữ gia công chuỗi hạt. Thực hư vụ việc này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận nóng của phóng viên chương trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, 90 người dân tại các tỉnh miền Tây đã đưa đơn tố cáo từ tháng 7 năm 2018
hộ kinh doanh chuyên nhận gia công hạt chuối Tâm Vân, số 23 đường Nguyễn Tử Vân, khu phố 1, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, do Phạm Ngô Cẩm Vân, 25 tuổi, ngụ ấp Củ Quà, xã Thân Củ Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang làm chủ. Theo đó, bà Vân đã lấy nickname là Na Phạm lên Facebook tìm thuê người nhận gia công chuối hạt với giá là 100.000 đến 300.000 đồng một ký hạt. Người nhận làm phải đưa tiền thế chấp là 300.000 đến 600.000 đồng một ký. Với chiêu thức trên, bà Vân đã lừa được hàng trăm người phụ nữ miền Tây. Số tiền đặt cọc tăng dần lên đến vài chục triệu đồng đến vài tỷ. Đến cuối năm 2018, tổng số tiền công và tiền cọc mà bà Vân nợ người dân lên đến hàng chục tỷ đồng. Đáng nói, trong quá trình làm gia công, chỉ có bà Vân liên hệ với người dân, còn ngược lại thì không. Đến đòi nợ nhiều bất thành, lúc này người dân mới vỡ lẽ bị lừa. Thưa quý vị, không chỉ trà xô vào những ngày cần Tết, dịch vụ bướng mày thuê vào thời gian này cũng đang rất nhộn nhịp tại các tỉnh miền Tây. Và tại làng Mai, Phước Định, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có hẳn một biệt đội bướng mày thuê chuyên nghiệp. Công việc này giúp cho những người làm nghề có thể kiếm được từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng mỗi ngày, tùy theo những gốc mai lớn nhỏ. Và phóng viên của chúng tôi đã có những gốc máy rất chân thực về họ, những người thợ bướng mày. Thông thường khách hàng thường thuê bứng gốc để đội đất lên cao. Một số người thì săn mai về bán lại hoặc là mua về chăm để bán Tết, nên công việc thành viên trong đội gần như là xuyên suốt quanh năm. Vào mùa cao điểm, các thành viên trong đội phải đội đèn đi bứng mai từ 5 giờ sáng đến nửa đêm mới được về nhà, nhưng bù lại tiền công kiếm được cũng kha khá. Tùy thuộc vào cây, kích thước và giá trị của cây, tiền công chủ vườn trả dao động từ vài trăm đến hơn triệu đồng mỗi người một ngày. Còn làm cái này thì nó cỡ cả nặng nề lắm, như cái giá ví dụ làm cho người ở xóm rồi thì cũng giá làm ngày ví dụ 400-500 ngàn, còn cái giá mà để lãnh xác của dân ở phương xa lại đi mua để mình bứng mình lãnh xác thì ngày cũng 700-800. Rồi cái công đoàn anh em làm vậy rồi chia ra mà làm phải kỹ cho người ta, chứ để mình làm mùa bầu lớn bể thì về chết thì tiền mắc lắm à. Công đoạn bứng mai vàng cũng khá phức tạp, đòi hỏi người bứng phải am hiểu từng tầng kỹ thuật để tránh bứng mai bị lỗi. Mai khi bứng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm đều được vì mai là cây rất khỏe, nhưng chắc ăn nhất là phải bứng vào thời điểm cây đang mang bộ lá già, không có tượng non và lá non. Nếu bộ lá còn quá non phải chờ thêm một thời gian cho lá mai già đi. Đối với một cây mai khủng thì phải cần hơn 5 người bứng để di chuyển. Khi bứng cây phải xem gốc lớn hay là nhỏ và bứng theo bề hoành của gốc mai, giữ bộ tàn và tỉa tàn lá cho gọn gàng. Trước khi mình bứng, mình phải làm cái nền đất cho nó bằng nữa, rồi mình phải về phân với sơ dừa mình trộn lại rồi rải phân hữu cơ vô nữa, lót rễ dừa rồi trồng bứng lên, như rồi mình phải chỉnh cho ngay cái công đoạn. Như cây này thì cũng khoảng, nếu mà làm tay thì cũng khoảng 10 người, làm có đồ có dụng cụ thì cũng khoảng 5-6 người. Trong khâu bứng, việc cắt rễ và đưa gốc mai lên khỏi mặt đất cũng rất là quan trọng. Phải cắt rễ vừa đủ để không tác động đến sức khỏe của mai. Đặc biệt phải xác định được bộ rễ cái tới đâu và bắt đầu đào ngang và dùng xẻng đào ở gốc cây đến khi đụng được bộ rễ. Sau khi cây được bứng, các thành viên trong nhóm sẽ dùng ba lăng xích và dây thừng để kéo di chuyển cây đến vị trí trồng mới và được làm phẳng và được rải một lớp xơ dừa và phân hữu cơ. Sau đó cân chỉnh cho cây ngay đúng vị trí để đưa cây xuống. Tuy nghiệp cực khổ, phải còng lưng suốt cả ngày ngoài trời nắng, nhưng nhờ công việc này các thành viên trong đội có thu nhập ổn định hơn. Những cú đánh lái tự thân, phẫn nộ cẩu tặc lái ô tô đi trộm, tất cả sẽ có trong camera nóng hôm nay. Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Đó là câu nói khắc cốt ghi tâm đối với nhiều người khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Bởi trong những năm qua, số người thương vong vì tai nạn giao thông vẫn luôn ở mức đáng báo động. Rất nhiều vụ việc để lại những cái kết đau lòng cho chính những người đi và người ở lại. Thế nhưng vẫn còn đó một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên xem nhẹ, ý thức kém, thậm chí là đùa giỡn với tử thần, như đoạn clip mà camera nóng đã ghi nhận được ngay sau đây. Dư luận trên các trang mạng xã hội trở nên nóng hơn bao giờ hết trước hình ảnh này đây. Bốn thiếu niên đèo nhau trên hai chiếc xe máy. Quý vị nhìn xem, họ còn không hề đội mũ bảo hiểm nữa chứ. Liên tục dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng các kiểu trước đầu chiếc xe ô tô này, tỏ vẻ thích thú như con đường này là một sân chơi để thể hiện đẳng cấp của mình vậy. Đoạn clip đã được camera hành trình trên xe ô tô ghi lại, lan truyền trên các trang mạng khiến nhiều người bức xúc trước hành vi xem thường tính mạng của chính mình và người khác.
Kính thưa quý vị, ninja là từ mà dân mạng thường dùng để chỉ những người phụ nữ đi đường mặc áo chống nắng, trùm khẩu trang kín mít và chạy xe cực kỳ khó hiểu. Họ đã tạo nên rất nhiều những tình huống đầy ám ảnh với nhiều cảnh tài xế. Đúng là như thế đó Bích Hồng. Và mới đây thì nhiều người lại phải một phen phát hoảng trước cú đánh lái của nữ ninja mặc áo xanh lá cây. Và mời quý vị theo dõi đoạn clip sau đây. Đoạn camera hành trình của chiếc xe ô tô này đã ghi lại toàn bộ sự việc. Người phụ nữ chạy xe máy mặc áo khoác xanh lá cây, váy chống nắng rồi chùm kín mặt đang di chuyển trên đường. Tới góc ngã tư không hề xi nhan, bất ngờ quẹo trái. May mà tài xế ô tô phía sau vẫn đang giữ khoảng cách an toàn. Nhưng mà khoan nha, không phải quẹo trái đâu, tính quẹo mà suy nghĩ lại tiếp tục chạy tiếp. Rồi đến góc ngã ba, người này tiếp tục quẹo phải cũng không xi nhan, rồi lại đổi ý, quay lại chạy thẳng. Đến lần thứ ba mới đúng đường mà cô ấy chọn thì phải. Bon trên đường như thế, đường này là của mình vậy đó. May là bác tài phía sau dự đoán trước tình hình, giữ khoảng cách an toàn, chứ không là có tai nạn xảy ra rồi. Tiếp tục chương trình cũng là một tình huống thót tim mà camera nóng vừa ghi nhận được. Màn va chạm xảy ra giữa xe máy và ô tô, cả hai đều phóng xe quá nhanh và nhận những cái kích đắng. Nhưng mà quý vị hãy xem cách mà người tài xế ứng xử sau tai nạn mới bất ngờ. Người điều khiển xe máy lao từ một con đường nhỏ ra, trong khi chiếc ô tô đang chạy tốc độ khá nhanh đã đâm thẳng vào nhau. Chiếc ô tô sau đó đã lao thẳng xuống bên đường, nhưng thật may mắn là người điều khiển xe máy vẫn bình yên vô sự. Ngồi dậy đi lại xem chiếc ô tô va chạm với mình ra sao. Ôi, nhưng thật bất ngờ, lúc này một chiếc xe ba gác xuất hiện. Người tài xế xe máy tự nhiên chạy về vị trí xe của mình, vờ nằm xuống bất động. Kiểu như đánh trống lảng là mình cũng là nạn nhân và không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thưa quý vị, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp ngày càng trở nên táo tợn và liều lĩnh hơn, gây bất an trong dư luận. Bây giờ đây thì không chỉ có tài sản có giá trị mới lọt vào tầm ngắm của các đối tượng xấu, mà ngay cả những con vật gắn liền với cuộc sống người dân cũng liên tục bị cưỡng nóng. Đáng lưu ý nhất vẫn là nạn cẩu tặc lộng hành. Mấy ngày gần đây, camera nóng liên tục đưa tin cảnh báo đến quý bà con. Nhưng rồi mới đây lại có thêm một vụ trộm táo tợn khác xảy ra, cực kỳ sang chảnh, lái ô tô đi trộm chó. Trước nhà người dân này đang có hai chú chó được xích lại, còn có một chú heo nữa chứ. Nhưng rồi chiếc ô tô này xuất hiện, hai đối tượng từ trên xe bước xuống, cầm theo đồ nghề tiến thẳng lại cắt dây xích, cưỡng nóng hai chú chó lên xe. Mặc cho các chú chó liên tục sủa chống cự nhưng đối tượng vẫn bình tĩnh, cũng chẳng sợ bị cắn. Đối tượng còn sang nhà bên cạnh cắt dây xích bắt thêm một chú chó khác, bỏ lên xe rồi mới tẩu thoát. Thưa quý vị, sau khi thời gian thả thính với teaser khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, thì mới đây ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã chính thức tung MV mang tên Triệu Lý do chính cô lên toàn bộ ý tưởng sản xuất. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, thời thượng được Thiều Bảo Trâm kết hợp cùng nhạc sĩ Bảo Trọng chép bút. Phần hình ảnh do đạo diễn Triệu View Đinh Hà Uyên Thư thực hiện. Đặc biệt trong MV lần này, Thiều Bảo Trâm còn trổ tài đọc rap vô cùng ấn tượng. Triệu Lý Do có nội dung xoay quanh chuyện tình của một cô gái cá tính do Thiều Bảo Trâm vào vai. Xuyên suốt MV là những hình ảnh người bạn trai không ngừng thả thính những người con gái khác ngay khi ở bên cạnh Thiều Bảo Trâm. Để trả thù một cách cao tay, cô cố tình gài bẫy bạn trai lăng nhăng đang ngoại tình với cô gái khác ở một nhà hàng sang trọng bằng cách hẹn tất cả các cô gái bị lừa gạt đến để bắt tại trận. Phải nói rằng cứ mỗi lần xuất hiện là ca sĩ Mỹ Tâm của chúng ta lại mang đến rất là nhiều điều thú vị. Và mới đây cô đã có những hành động hết sức đáng yêu cùng với người đồng nghiệp Hà Anh Tuấn ngay trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả của mình. Hành động đáng yêu này là gì? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc, nữ ca sĩ Mỹ Tâm thu hút mọi ánh nhìn cũng như là sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Trong đó phải kể đến sự kết hợp vô cùng thú vị của cô cùng với ca sĩ Hà Anh Tuấn. Dù diện trên người bộ đầm khá sang trọng nhưng Mỹ Tâm đã không ngại sắn váy lên và hướng dẫn cho ca sĩ Hà Anh Tuấn những bước nhảy cha 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 ngay tại trên sân khấu. Nhưng chàng ca sĩ lịch lãm của chúng ta lại tỏ ra khá bối rối và liên tục trật nhịp khi nhảy theo nàng họa mi tóc nâu. Thưa quý vị, chuyện tình của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý luôn khiến người hâm mộ cặp đôi phải trầm trồ về sự tình tứ và hạnh phúc của cả hai. Và những hình ảnh mà Hồ Ngọc Hà chia sẻ về bạn trai Kim Lý mới đây lại càng khiến những người hâm mộ cặp đôi phải lụi tim. Mới đây trên story của Instagram cá nhân, Hà Hồ đã ghi lại khoảnh khắc Kim Lý nhảy cực sung và vô cùng cuốn hút trong một bữa tiệc. Thậm chí khi kết thúc đoạn clip, Kim Lý còn chủ động tiến đến màn hình điện thoại di động và ra hiệu chào mọi người.
Đi kèm với những hình ảnh này, Hà Hồ bất ngờ tuyên bố bỏ qua sự khuấy lố của bạn trai chỉ vì anh diện sơ mi trắng quá điển trai. Cụ thể, nữ hoàng giải trí chia sẻ, tới luôn bác Tài. May cho bác Tài là áo sơ mi trắng nhìn cũng dịu, nên tôi bỏ qua cho cái sự khuấy lố này nha. Thưa quý vị, từ trước đến nay, để làm giấy chứng minh nhân dân hoặc là theo như quy định sửa đổi hiện giờ là thẻ căn cước công dân, thì đa số người dân chúng ta phải đến cơ quan công an tại quận, huyện nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú để làm thủ tục. Và đối với người trẻ như Minh Phương cũng như Bích Hồng ở đây thì không nói làm gì. Nhưng với những người lớn tuổi thì Minh Phương thường nghe bà con than phiền là việc làm lại thẻ căn cước đối với họ là cả một hành trình khó khăn, từ việc đi lại đến thời gian chờ đợi. Thế nhưng cách làm sau đây của Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho người dân lớn tuổi được cấp thẻ căn cước công dân được thuận tiện hơn, thậm chí là người dân nằm trên giường bệnh cũng có thể được cấp thẻ. Mời quý bà con cùng đến với ghi nhận của phóng viên chương trình. Đây là hình ảnh đông đúc người dân chờ làm thủ tục cấp căn cước công dân tại trụ sở công an quận huyện, nơi có chức năng giải quyết thủ tục này theo quy định. Còn đây là nhà riêng của tổ trưởng tổ dân phố 10, khu phố 2, phường Tăng Nhân Phú A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Những người ngồi đây là người dân tại địa phương đến nhà ông tổ trưởng để chờ làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động. Đa số là người lớn tuổi, vì vậy mà đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đến tận đây để làm thủ tục cho người dân tại địa phương. Bây giờ đi lại đây chụp ảnh là cái là công an người ổng rồi xuống công an khu vực xuống làm hết rồi. Tránh được làm vậy. Khỏe chứ. Để chụp ảnh người dân, cán bộ căng phông nền màu trắng, chuẩn bị máy ảnh và thiết bị đọc vân tay kết nối với máy tính. Hồ sơ đã được làm sẵn từ trước, nhưng vẫn phải kiểm tra lại kỹ lưỡng. Từ người dân được lăn tay trên máy thu nhận vân tay, sau đó sẽ đến công đoàn chụp ảnh. Nếu ở tại trụ sở, việc bố trí máy móc có sẵn và ổn định, thì khi làm thủ tục tại nhà cho người dân, việc sắp đặt máy móc cần chỉnh đi chỉnh lại vài lần cho hình ảnh được chụp đúng quy cách. Trong khi người dân này được chụp ảnh thì người dân khác được đối chiếu kiểm tra hồ sơ. Trong vòng chưa đến 1 giờ, trên 20 người dân có nhu cầu cấp căn cước công dân đã được giải quyết xong thủ tục tại nhà của tổ trưởng tổ dân phố. Theo cái quy định tại cái khoản 4 điều 26 của luật căn cước công dân thì cái cơ quan quản lý về căn cước công dân người ta được quyền triển khai cái hoạt động cấp cái thẻ căn cước công dân tại các cái chính quyền địa phương tại xã phường hoặc là đơn vị tổ chức hoặc là tại các hộ nhà dân trong trường hợp người ta xét thấy cần thiết. Thông tư 07 năm 2016 của Bộ Công an quy định chi tiết các trường hợp được xét cấp thẻ căn cước công dân lưu động, bao gồm các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, việc đi lại gặp khó khăn. Tại cơ quan đơn vị, trường học, địa bàn, nếu xét thấy cần thiết, người già yếu, bệnh tật, ốm đau, không thể đi lại. Đây là nhà riêng của ông Nguyễn Quang Võ và vợ ở phường Tăng Nhân Phú A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đến tận nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho vợ chồng ông Võ. Ông Võ đã 80 tuổi, năm ngoái ông bị tai biến, không đi lại được nên không thể đến công an quận đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Trong vòng chưa đầy 15 phút từ khi có mặt tại nhà của ông Võ, các cán bộ công an đã hoàn tất công việc. Triển khai cấp tại nhà nó tùy thuộc vào cái nhận định của cái cơ quan quản lý về căn cước công dân. Xét thấy trường hợp nào cần thiết thì người ta sẽ tiến hành bố trí cái đội ngũ nhân sự để đến trực tiếp để làm. Theo tôi, cái việc mà cơ quan quản lý căn cước công dân vận dụng cái khoảng 4 điều 26 trong cái việc là cấp tại nhà như hiện nay, nó là một cái câu chuyện tạo cái sự thuận lợi cho người dân. Địa bàn quận 9 là nơi có lượng người dân nhập cư đông và nhu cầu đổi chứng minh nhân dân cấp mới căn cước công dân khá lớn. Nhiều phường ở quận như là Long Bình, Long Phước, Phú Hữu nằm cách xa trung tâm quận 9. Từ khi có thiết bị cấp căn cước công dân lưu động đến nay, quận 9 đã cấp khoảng 600 căn cước công dân tại nhà, tại khu phố. Căn cước công dân là giấy tờ xác minh nhân thân không thể thiếu, nhất là khi người dân cần xuất trình để được làm các thủ tục khác như chứng giấy tờ, mua bán bất động sản, mua bảo hiểm y tế. Nhờ việc cấp căn cước công dân lưu động mà người lớn tuổi, người đau bệnh có giấy tờ kịp thời. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nóng 24 giờ đã hết. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này vào ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Long An để có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.